Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải muốn show cho anh em xem set đồ mới của Khải. Khải ở lần này thì Khải đánh liên đấu cho vui á anh em. Đánh liên đấu cho vui á, nên là Khải ưu tiên phòng thủ của Lý. Thì ở set đồ mới này thì Khải chỉ mang khoảng 85 chậm thôi anh em. Đây, 85 chậm thôi, từ nón này, 30 này. Đó. Rồi đai lưng 20 này, đó. Rồi nhẫn này 30, đó. Thì tính ra làm chậm Khải vừa móc 80 thôi nè. Và phòng thủ Khải thì Khải ưu tiên phòng thủ nha anh em. Đây, 15 này, bao tay 15 này. Đó. Anh em xem lại này. Nón này. Đó, ok chưa? Rồi đai lưng này. Đó. Rồi dây chuyền này. Đó, nói chung Khải ưu tiên phòng thủ một tí nè, để giao tranh solo cho nó khỏe nè. Chứ hôm trước thì set đồ 125 chậm với lại cộng 60 thông pháp á, set đồ đó thì hoàn toàn là đam thôi. Hoàn toàn là đam thôi. Đỡ đánh tống kim thôi. Mà tầm này thì đi lưng đấu nữa nên là phải chuyển set đồ phòng thủ tới đánh cho vui nè. Nếu mà đánh được có tốt có đồ thì Khải sẽ làm video cho anh em xem. Áo vẫn như cũ, dây chuyền vẫn như cũ. Nón này thì mới mượn nè, nón này thì mới mượn. Mượn là đánh lưng đấu. Đó, 20 25. Đó. Nón này cũng khá là đẹp. Nón này 3 triệu nha anh em. Nón này 3 triệu. Rồi, nhẫn thì nhẫn thủy đây. Khải đang tìm một cái nhẫn kháng hỏa sinh lực một lực cao một tí. Đó, bù thêm dòng nội lực vào nè, nội lực tầm này mất cái 700 hơi thấp. Kháng hỏa thì ok đó, sinh lực cũng được ấy. Nhưng mà thiếu đi cái dòng nội lực mất nè, nội lực tầm này mà khoảng tầm 80 90 nữa đẹp nè. Đó, hiện tại bây giờ Khải chỉ mua được cái, cố gắng mua nhẫn thủy sinh lực lực là được. Là xong. Đó, nhẫn nhẫn này nhẫn cũ. Đó. Nhẫn này nhẫn cũ. Ngọc bội nghề, ngọc bội cũ. Dây này cũng dây cũ luôn. Tầm này một bộ tinh thần bảo thạch là khoảng 300 xu hoặc 350 một viên anh em. Đó, tầm này thì tinh thần bảo thạch khá là rẻ nên là Khải lên đảo hạch tỏi rồi. Đó. Đó, nói chung sẽ đồ như cũ thôi, khá là đẹp thôi này. Đây, công lông chưa bút đấy, công lông bút nữa là mắt 75 hết luôn nè. Đẹp lắm. Chung là tầm này thì cầm đường môn đi sói là ok rồi, tại vì khá là đẹp rồi nè. Khá đẹp rồi nên là cầm là ok. Nhà mi cũng luôn là bút là đẹp mắt luôn, mắt khác. Rồi anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ sẽ đồ mới này nha. Sẽ đồ mới này chắc là cũng đỡ đánh liên đấu rồi tống kim luôn nè. Tống kim tầm này giao tranh nhiều quá nên là ưu tiên phòng thủ một tí, ưu tiên kháng tí chứ không có đánh mặc định như hồi trước nữa, nên là chuyển sang phòng thủ với lại kháng họ lên cao một tí là cũng hợp lý nè. Hồi trước thì cứ đam mặc định một chỗ nên là cứ đứng yên một chỗ, nên là Khải ưu tiên đam. Tầm này thì không dám ưu tiên đam rồi, hôm qua hôm kia giao tranh thì cứ mất thì nhận thả mấy cái chết rồi, nên là tầm này Khải mang cái nhận kháng hỏa vào đẹp nè.